Vâng, thưa bà con, sau mưa lũ đã gây thiệt hại rất lớn đối với ngành chăn nuôi. Cụ thể hàng vạn những con gia súc gia cầm bị chết và hàng nghìn những cái trang trại cũng như là các gia trại bị hỏng, và từ đó ảnh hưởng rất lớn tới cái năng suất chăn nuôi cũng như ảnh hưởng rất lớn tới cái kinh tế của người chăn nuôi. Đấy là chỉ là về trước mắt, còn cái hậu quả sau khi mưa lũ thì còn có một cái hậu quả lớn hơn rất nhiều, đó là ô nhiễm môi trường chăn nuôi. Và khi mà môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm thì sẽ làm cho dịch bệnh lây lan và làm cho những gia súc gia cầm bị bệnh rất là nhiều. Và chính vì thế mà cái thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với ngành chăn nuôi hết sức là trầm trọng. Để có một cái giải pháp tối ưu để xử lý cái môi trường chăn nuôi, giúp cho bà con chăn nuôi sau này được có cái hiệu quả cao, thì bà con chúng ta cần phải thực hiện một cái giải pháp mà chúng tôi nêu ra. Thế vậy thì cái giải pháp mà chúng tôi nêu ra nó gồm có mấy bước sau đây, và bà con thực hiện những cái bước này thì sẽ khắc phục được rất tốt cái việc ô nhiễm môi trường chăn nuôi. Bước thứ nhất là bà con nhanh chóng làm tổng vệ sinh cái khu vực chăn nuôi cũng như là cái môi trường chăn nuôi. Thế vậy thì cái việc mà làm tổng vệ sinh khu vực chăn nuôi cũng như là cái môi trường chăn nuôi thì bà con chúng ta cần thực hiện mấy bước sau đây. Bước thứ nhất là đối với những gia súc gia cầm, hay nói cái khác là những vật nuôi bị chết, thì bà con chúng ta phải thu gom lại và sau đó đem chôn, hay là phương pháp compost, tức là gì, đào hố sâu ở cái khu đất cao và sau đó là cho gia súc gia cầm vào đó và cùng với việc vôi bột vào và dùng đất hoặc là bùn để dìm lấp kín với cái khoảng dày trên cái hố mà chôn gia súc gia cầm. Thì đấy là thứ nhất là cái gia súc gia cầm hoặc là vật nuôi bị chết. Trường hợp là các chất thải bùn đất cát thì bà con chúng ta cần là phải gì, thu gom lại các cái chất hữu cơ, các cái chất thải trong chăn nuôi cũng như là bùn cát hoặc là một số các cái chất khác, bà con chúng ta cũng thu gom lại và chúng ta thu gom và sau đó cũng đào hố để chôn và ủ theo phương pháp là sinh học. Tất nhiên những cái hố chôn đó bà con chúng ta cần phải đào ở cái khu đất cao để tránh hiện tượng mà ngập lụt và gây ô nhiễm môi trường. Thì đấy là cái bước thứ hai. Và bước thứ ba là bà con chúng ta cần phải khử trùng cái môi trường chăn nuôi hoặc là tẩy uế cái môi trường chăn nuôi. Thế vậy thì việc tẩy uế môi trường chăn nuôi thì bà con chúng ta sử dụng là một trong hai các cái loại hóa chất sau đây. Loại thứ nhất đó là dùng biobencoxit hoặc là bencoxit. Thì với cái loại thuốc sát trùng này thì bà con chúng ta sẽ pha theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm và phun vào cái khu vực chăn nuôi và cũng như là các cái chuồng nuôi khi mà bà con chúng ta đã tổng vệ sinh. Thì đấy là cái bước thứ nhất là nhanh chóng tổng vệ sinh khu vực chăn nuôi và cái môi trường chăn nuôi.